Hôm nay mình lắp đặt một khối đá cảnh phong thủy cho một vị khách trong Vinhome Riverside anh em ạ. Nhân tiện mình đã xin phép gia chủ cho quay không gian sân vườn của nơi đây để anh em mình cùng thưởng thức, nhìn xem người có điều kiện người ta sống hưởng thụ như nào để anh em mình cùng phấn đấu. Đây là một căn hộ trong khu đô thị sinh thái đẳng cấp nhất tại Hà Nội. Cảm nhận đầu tiên khi mình bước vào đây là sự yên tĩnh, mát mẻ, một bầu không khí trong lành, bình yên. Nơi đây tách biệt hoàn toàn với cuộc sống hối hả, xô bồ ngoài kia, con người có thể thư thái tận hưởng những giây phút thư giãn sau ngày làm việc căng thẳng. Toàn cây với đá anh em ạ. Tự nhiên tôi lại ngẫu hứng muốn ngâm một bài thơ. Anh em đừng chê cười nhé. Sơn vô thạch bất kỳ, thủy vô thạch bất thanh, lộ vô thạch bất hoa, viên vô thạch bất tú, thất vô thạch bất nhã, nhân vô thạch bất an. Tạm dịch là: núi không có đá thì không kỳ vĩ, nước chảy không có đá không có âm thanh, đường không có đá không chắc chắn, vườn không có đá không tao nhã, nhà không có đá không sang trọng, người không chơi đá thiếu bình an. Đúng với cái tên Vinhome Riverside, thành phố ven sông. Những căn hộ ở đây được làm dọc theo một con kênh dài 12,8 km. Nơi đây là vùng đất của sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người, tạo lên một khu đô thị sinh thái đẳng cấp. Chủ căn hộ này rất yêu đá và nhà rất nhiều đá, nhưng khối đá cảnh mình lắp đặt cho gia chủ vẫn là lớn nhất và đẳng cấp nhất. Đây là đá calcedon ngũ sắc thuộc dòng đá bán quý, khối này nặng lửa tấn chưa kể đế, dáng núi cân đối, vân đá ngũ sắc tự nhiên độc đáo như tranh sơn mài. Có chỗ mình đánh bóng, có chỗ mình vẫn để mộc để giữ lại những nét tự nhiên của khối đá. Riêng chiếc đế gỗ lũa này gia chủ nhập từ Bỉ về và mang qua xưởng mình nhờ chế tác luôn, để gỗ và đá ăn khớp với nhau tạo thành một tác phẩm trọn vẹn. Không gian này mà ngồi thưởng trà, ngắm đá, nghe chim hót thì đúng là cuộc sống chỉ đến vậy thôi anh em ạ. Chữ lượng đá mã lão, calcedon thô tại xưởng mình là rất lớn. Mời mọi người nếu có dịp qua xưởng mình tham quan, ngắm đá và nhỡ đâu lại chọn được một viên đá theo đúng ý của mình. Ok, sẽ rất vui nếu được đón tiếp các bạn bè yêu đá gần xa. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.